Xin chào các bạn, du học thạc sĩ tại Học viện Quản lý Nam Giang. Du học Singapore đang là điểm dừng chân mới trong bước du học đầu tiên của các bạn. Với điều kiện phát triển về kinh tế cũng như chất lượng giáo dục, thì du học thạc sĩ tại Học viện Quản lý Nam Giang là sự lựa chọn đúng đắn cho các bạn du học sinh. Hôm nay, công ty tư vấn du học Tân Đại Dương sẽ cùng các bạn tìm hiểu rõ hơn về điều kiện du học thạc sĩ tại Học viện Quản lý Nam Giang các bạn nhé. Các bạn hãy tham dự ngay tuần tham vấn du học Singapore tại Học viện Quản lý Nam Giang, cơ hội chuyển tiếp sang các trường đại học danh tiếng Anh, Úc, Mỹ. Thời gian là từ thứ 2 đến thứ 6, bắt đầu từ ngày 12 tháng 3 năm 2018 đến ngày 16 tháng 3 năm 2018, sáng từ 9 giờ sáng đến 11 giờ trưa và chiều là từ 15 giờ chiều đến 17 giờ chiều. Địa điểm tại văn phòng công ty tư vấn du học Tân Đại Dương, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn hãy nhanh tay đăng ký với số điện thoại 028-3848-4879, 028-3838-2080, 0995693574, 0996277629. Để du học thạc sĩ tại Nam Giang, Singapore, sinh viên cần đáp ứng các điều kiện sau: tốt nghiệp đại học, điểm IELTS tùy trường. Trong trường hợp sinh viên chưa có chứng chỉ này thì sẽ học tiếng Anh trước khi học chuyên ngành. Thời gian học thạc sĩ từ 12 đến 18 tháng, tùy vào trường sinh viên đăng ký và chuyên ngành mà sinh viên mong muốn học. Trong trường hợp sinh viên chưa có kinh nghiệm làm việc hoặc muốn đăng ký học trái ngành thì vẫn có thể đăng ký học tại Học viện Nam Giang Singapore. Trường không yêu cầu điểm CMAT hay CIE, hoàn tất chương trình cử nhân tại niêm IELTS 6 chấm hoặc tương đương. Trường Nam Giang Singapore thành lập vào năm 2001. Học viện Quản lý Nam Giang Singapore cam kết cung cấp các chương trình giảng dạy, học tập và nghiên cứu chất lượng nhằm nâng cao kỹ năng, kiến thức và năng lực của sinh viên và các đối tác của trường, tập trung vào kiến thức thực tiễn, tinh thần học tập sáng tạo và bồi dưỡng trong môi trường tri thức với định hướng quốc tế. Học viện Quản lý Nam Giang Singapore liên tục trong 2 năm, 2010 và 2011, Học viện Quản lý Nam Giang Singapore luôn nằm trong top 10 các trường được yêu thích nhất tại Singapore. Với thế mạnh là các chuyên ngành về du lịch khách sạn và nằm ở trung tâm thành phố, Học viện Quản lý Nam Giang Singapore giúp sinh viên có cơ hội tiếp cận với các khách sạn tiêu chuẩn quốc tế, hệ thống ngân hàng và môi trường kinh doanh nơi sinh viên sẽ tìm việc làm sau khi tốt nghiệp. Để biết thêm thông tin chi tiết về vấn đề này cũng như quá trình làm hồ sơ xin visa du học Singapore, các bạn đừng ngần ngại mà hãy liên hệ ngay đến công ty tư vấn du học Tân Đại Dương của chúng tôi tại chi nhánh quận Nhất, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại 028-3848-4879 tại chi nhánh quận 5, 902 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5. Số điện thoại 028-3838-2080. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.